12 giờ trưa, cả nhà đi nghỉ. Ông cụ Tuần vào phòng anh Gia nghỉ, em cũng ôm gói vào theo xin ngủ ké để hóng chuyện. Ông Phương và ông Quân thì phóng xe về vì nhà cũng gần nhà em. Anh Giang hỏi, sao cháu không thấy các anh nhà cũ đâu ạ? Nhà có hai ông bà vắng quá. Những lời anh Giang vừa hỏi như chạm vào nỗi đau của ông Tuần. Ông cũng có một thằng con trai, nếu nó còn sống, bây giờ thì nó bằng tuổi mày. Sao anh lại mất hả ông? Chuyện nó dài lắm cháu ạ. Từ thời bố ông cũng làm thầy cúng. Bố ông là thầy giỏi cả bùa và phép. Cháu thấy ai cầm một nắm đũa rồi ném ra sân, đứng bắt quyết thì nắm đũa đấy tự dưng đứng lên và xếp thành hàng chưa. Ngày đó bố ông làm được đấy. Ông tiếp tục kể về cuộc đời của ông. Sau này sinh ra, ông ước mơ là thành một chàng kỹ sư sửa chữa ô tô, nhưng mãi mà ông vẫn không thực hiện được vì cái nghiệp ông mang là phải làm thầy. Cái nghề này ông không thích và không hề muốn làm. Ngày ông sinh ra, bố ông lên một quẻ bói bấm theo ngày sinh. Ông buồn bã lắc đầu, nói là số con phải làm thầy thì mới mong thọ. Nhưng ông thọ thì nhà ông có khi lại tuyệt tự. Ngày ấy vẫn biết bố mình nói đúng, nhưng ông cố cãi và không làm theo. Ông nói, còn có biết cái cảnh mà khi người ngủ thì người ta lù đánh mình, chống trả cả đêm. Ngày mai thấy người mệt mỏi, rồi tự nhiên đang nằm cái giường dựng đứng lên. Họ kéo hai chân mình theo kiểu chồng chuối, lê la khắp nhà, sợ vãi mật ra, la khảng cả cổ, nhưng chẳng ai giúp mình. Rồi tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt mình. Ông đứng đó la hét, những người xung quanh nhìn ông như một thằng thần kinh. Như vậy làm sao mà đi học được? Khi các bạn nhìn mình với ánh mắt là thằng tâm thần. Thế là ông bỏ học, ở nhà xách tay nải cho bố ông đi cúng. Lúc đó ông mới học thôi. Nhưng từ khi đi cùng với bố, ông không bị hành nữa. Khi bố cúng, ông ngồi sau phụ lễ, rồi những trang sách cúng ngắm vào người ông lúc nào ông cũng không biết. Có hôm bố ông quên, ông còn nhắc được nữa. Rồi bố dạy ông vẽ bùa xem tướng số. Hai bố con cứ như thế cho đến khi bố ông qua đời. Ông vẫn đi cúng, nhưng có một mình thôi. Khi bố ông mất, ông cụ dặn hãy đánh tan hồn phách hoặc yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó. Nhưng cháu thấy có ai nỡ làm thế với bố mình đâu. Ông không làm được. Rồi trong một lần, ông đi cúng cho một gia đình, con gái của họ bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám. Người phụ nữ đó chết, trên tay còn giữ chặt đứa con 6 tháng tuổi. Họ đi về nhà ngoại, lái xe ngủ gật, xe tông vào xe tải đi ngược đường. Hai mẹ con cùng mấy người ngồi trước chết tươi. Do chết mà không cam tâm, vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc. Oan khí tích tụ lâu ngày, họ thành quỷ. Cô gái này đi học xa nhà. Đêm hôm đó bố cô ốm nặng, cô vội về trong đêm, qua đoạn đường đó bị bà này nhập vào. Nhà cô có nhờ rất nhiều thầy về, nhưng không ai làm được. Sau đó mới mời ông. Ông đến thì thấy cô gái thật tội nghiệp, hai mắt thâm quầng, người ngợm xanh xao. Nhìn cô trông rất dữ tợn, ai cũng không được đụng vào cô. Nhìn thấy ông, cô cười thấy lạnh người. Và cô nói, thằng kia, mày tới đây làm gì? Mày định bắt tao à? Ông không nói gì, ra hiệu cho người nhà trói cô lại. Nhưng cô khỏe lắm, không ai giữ nổi cô. Mặc dù ba bốn thằng thanh niên tuổi đấy còn có thể giữ được cả con bò đực. Ông mặc áo vào định cúng, thì cô đấy lao đến phá hết toàn bộ. Bắt buộc ông phải trói bằng sợi chỉ ngũ sắc. Loại này ông không bao giờ phải dùng tới, vì nó chỉ dùng cho bọn quỷ cốt. Khi ông trói nó lại thì nó nhìn ông, cái mặt căm thù lắm, miệng không thôi gầm gừ. Khi ông hỏi nó ở đâu thì nó không nói, cứ cười ha hả. Ông lấy cành dâu quất nó thì nó trợn mắt lên lườm ông. Khi ông lấy cành dâu tẩm máu chó mực đánh nó thì nó bắt đầu sợ, van nài khóc lóc. Nó kể sự tình nó bị như thế. Khi ông hỏi đứa con đâu thì nó chỉ góc nhà. Ông quay qua nhìn thấy đứa bé tầm 4-5 tuổi ngồi xó nhà, quần áo thì rách nát. Ông hỏi, sao nhà có người thợ cúng mà không về ở, lại đi phá phách lung tung như vậy? Cô gái nói, chết đường
nhưng mà nhà không có người dẫn về cho nên tôi không về được. Ông nói, thế nhà ở đâu, có muốn về nhà không? Sao lại nhập vào con nhà người ta mà hành tội họ thế? Họ có tội gì đâu. Cô gái trả lời, tôi đưa nó xuống thế chỗ để hai mẹ con tôi được đầu thai. Ông nói, không được, nhà người ta có mỗi đứa con, thế còn người chết, người xót thế nào thì người ta xót thế đấy, sao người nỡ làm thế? Cô gái im lặng và nói, không biết, không biết. Bây giờ ta lập đàn cầu siêu cho nhà ngươi, cho ngươi vào trong chùa nghe kinh kệ sớm mà siêu thoát. Không đi, tôi không đi, cô gái nói. Thế ngươi muốn gì? Tôi muốn nó phải chết. Nói rồi cô cười mang rợ. Ông lúc đó còn trẻ người non dạ, thanh niên hiếu thắng. Nếu như bây giờ ông sẽ lập đàn siêu độ hay đưa cô về nơi cửa chùa mà tu tâm. Nhưng không, ông nóng giận đánh tan hồn phách con quỷ đó trước sự chứng kiến của đứa con của nó. Vì thấy nó bé nên ông bỏ qua. Thấy mẹ bị đánh tan hồn phách, nó sợ hãi bỏ chạy mất. Ông thấy thế tha cho nó. Nhưng nó chính là mối họa của gia đình nhà ông sau này. Khi trục được con quỷ đó thì cô gái cũng dần tỉnh lại. Nhà cô mừng lắm, cảm ơn ông hết lời. Ngày ấy tiền có giá lắm, mà họ còn biếu ông gần cả chỉ vàng, nhưng ông không lấy. Ông xuyên đi lại hỏi thăm cô gái, xem cô khỏe chưa. Dần thì hai người có tình cảm với nhau. Ngày xưa thầy cúng là một cái gì đó họ nghe thì họ kỳ thị lắm và muốn tránh xa, chứ không như bây giờ. Ông và cô phải vượt qua bao nhiêu lời dèm pha mới đến được với nhau. Lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý, sau thấy con gái dứt khoát quá thì họ cũng xui. Ông với cô về làm vợ chồng, 2 năm sau thì sinh được thằng con. Bố ông gieo quẻ và nói thằng này cẩn thận đường xe cộ, không chết bất đắc kỳ tử. Nhà ông lo lắng lắm, nhưng rồi nhà ai cũng cẩn thận, đặc biệt ông nội không rời thằng cu nửa bước. Đến năm nó 9 tuổi thì ông nội mất. Nó hay tha thẩn chơi một mình ở góc khế, cách nhà một đoạn ngắn. Trẻ con ở quê chơi xung quanh sớm là chuyện thường. Vợ ông thì bận đồng án. Khi ông về hỏi con chơi với ai, thì nó nói nó chơi với một anh, anh ấy lớn hơn nó một cái đầu. Ông cũng không nghĩ xa được, mà chỉ nghĩ chắc chơi với mấy thằng cu trong xóm. Cho đến một hôm, ông ở nhà, thấy nó đứng ngõ nói chuyện một mình, liền chạy ra hỏi nó. Con nói chuyện với ai thế? Con nói chuyện với anh mà con hay chơi đấy ạ. Con nói anh vào nhà chơi mà anh nói không vào được. Bố chạy ra, anh vội chạy đi mất rồi. Ông hoảng quá, xách thằng con đi thẳng vào nhà, hỏi kỹ nó. Thì nó nói anh ấy hay ở ngoài gốc khế, lúc nào con ra đó chơi, anh cũng ở đó đợi con. Anh rủ con ra đường chơi, nhưng con sợ mẹ mắng, con không dám đi. Lúc nãy anh rủ con đi ra ngoài kia xem xe bố ạ. À. Ông liền vội chạy ra góc khế. Thằng con hay chơi thì không thấy cái phòng ở đấy nữa. Từ đấy trở đi, ông cấm nó ra ngoài mà không có ai đi kèm. Nhưng do cái số nó tận cháu ạ. À, ông lần đó đi cúng cho một người ở xa. Nó ở nhà với mẹ nó. Hôm đó không biết sao con lợn nó sổng chuồng. Mẹ nó vội chạy đi lùa. Nó thấy thế chạy theo. Khi lùa được con lợn về nhà thì thằng con cũng không thấy đâu nữa. Mẹ nó hoảng lên đi tìm, hàng xóm họ cùng tìm, ra tới đường chính của thôn thì thấy mọi người đang bu đông vào một chỗ. Như có linh tính, mẹ nó lao đến thì thằng con bà đã bị xe cán qua người. Lái xe họ bỏ chạy cùng xe luôn, còn ông nằm đó. Kể đến đây, nước mắt ông rơi xuống hai gò má nhăn nheo, nay đã đồi mồi. Ông đi cúng cách nhà nửa ngày đi xe đạp. Tối đó đang ngồi sắp lễ, ông giật mình nghe tiếng nói. Bố ơi, anh xô con ngã vào xe bố ạ. À. Kèm theo tiếng khóc nức nghẹn oan ức, ông giật mình, mồ hôi vã ra, ruột gan thì bồn chồn. Vội nói với chủ nhà, rồi ông phóng xe về. Đi được một đoạn thì gặp người làng ông đang lao đi để báo tin cho ông biết. Khi nghe tin trời đất như sụp xuống, ông biết là cái vong kia làm. Ông giận nó, ông hận nó thấu xương tủy. Đêm đó ông về đến nhà, thằng con ông nằm đó, nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn.
Ông về nhìn mặt nó lần cuối, không có lời nào tả được cái nỗi đau mà ông đang hứng chịu. Ông vuốt mắt cho nó, vợ ông thì ngất lên ngất xuống, không còn ra người nữa. Người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng hôm sau. Người khiêng quan tài nó đi cho nhanh, đám mà đứa bé không kèn không trống, lác đác một vài người đi đưa cùng. Trong lòng ông mang một mối hận, tối đó ông hận mình không bảo vệ được con, hận cái nghiệp mà mình phải mang, như cái dây buộc vào người, gỡ mãi không ra. Sau đêm đưa thằng con ông ra đồng, mỗi lần chợp mắt, ông lại thấy nó đứng khóc, mồm méo máu. Bố ơi, anh xô con vào xe, con đau lắm bố. Ông nằm đó uất nghẹn, nước mắt không trào ra được. Đêm đó ông đã gốc khế, nơi thằng con ông kể. Ông đứng đó được một lúc thì cái vòng xuất hiện. Nó đứng đó nhìn ông không một chút sợ hãi. Ông hỏi nó, mày là thằng xô con tao phải không? Đúng là tôi làm. Sao mày lại làm thế? Ông có nhớ hơn 10 năm về trước, ông đi cúng cho một nhà đánh tan hồn phách của một người mẹ không? Nhớ, vậy mày chính là thằng nhóc bỏ chạy hôm đó sao? Đúng là tôi. Thế sao mày giết con tao? Để ông cảm thấy được mất người thân là như thế nào? Vậy bây giờ mày làm được rồi, nó chết rồi đó, tao mất nó rồi, mày trả thù được rồi, mày thấy thế nào, có vui không? Không, tôi vẫn thấy nặng nề như trước giờ, ông muốn làm gì tôi cũng được. Tao làm gì mày, để làm gì? Còn tao chết rồi, nỗi đau vẫn còn. Giờ tao đánh tan hồn phách mày thì tao cũng không thay đổi được gì hết. Nó đứng đó không nói một câu, nhưng mặt nó tỏ vẻ đau khổ lắm. Ông nói, nó đến lúc chết vẫn gọi mày là anh, nó xem mày là anh của nó. Họng ông lại nghẹn đắng. Ông nói thế rồi đi vào. Cả tuần liền ông không ăn, không ngủ, miệng ông đắng ngắt, ai nhìn ông cũng thấy ông già đi chục tuổi. Đêm đó ông thiếp đi, thấy con ông về, đi sau là một thằng lớn hơn. Còn ông nói, bố ơi đừng buồn, bố đừng lo cho con có anh ở dưới này lo cho con rồi, không ai dám bắt nạt con hết. Nói rồi nó đẩy thằng lớn trước mặt ông. Ông nhìn nó nhìn ông không nói gì. Nỗi đau của ông cũng được xoa dịu đi một phần. Em nghe ông kể chuyện, giả vờ nhắm mắt ngủ để cho hai người đàn ông lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt của mình. Anh Giang hỏi, ông không có con, nhưng bây giờ ông sẽ có cháu, cháu sẽ là cháu của ông. Ông Tuần nói, ừ, gặp mày ông cũng thấy vui và rất gần gũi. Thôi, nghỉ đi, tí tối còn làm nữa cháu ạ. Trùng tang ngày 16 tháng 10, đi viện xin vong về nhập mộ. 7 giờ tối, nhà em bắt đầu soạn lễ, thì 9 giờ tối cụ Tuần lên hương. Cụ khấn thỉnh các thánh, sau đó xin keo để bố em lên khi khẩu nói chuyện. Nhưng mãi không thấy bố lên. Em thì ngồi đằng sau cụ Tuần, quỳ gối xuống, khấn. Hai tay chắp lại, mắt nhắm, mồm thì thầm khấn bố. Lúc đó em thấy bố sao lại đứng nấp sau cây cột điện đằng trước nhà nhỉ? Em hỏi, ông ơi, bố cháu về rồi, cháu thấy bố đứng sau cây cột điện ngoài đường kìa. Cụ Tuần nói, trời, sao chưa thỉnh mà lên được? Chả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy. May quá, nếu không sai bộ mặt ngựa đi tìm thì mệt người. Cụ Tuần nói, cháu nói bố cháu vào đi. Em há hốc mồm, nói bằng cách nào ông? Thế lúc nãy cháu nhìn thấy ông bằng cách nào? Cháu nhắm mắt khấn thì thấy. Thế bây giờ cháu làm như thế đi. Em quay lại nói với anh Giang, anh lấy điện thoại bật ghi âm lên nha. Anh Giang ừ, tham vừa thôi, cả nhà có mình mày được gặp bố, nhìn cho đã, nay lại còn đòi nghe giọng nữa. Nói xong anh Giang lườm em một cái. Em kệ, tham được gì thì cứ tham. Em nhắm mắt lại, tập trung, chắp tay khấn, thấy bố em liền hỏi, sao bố không vào nhà lại đứng lấp ló ở ngoài thế, có bao giờ thấy bố như thế đâu. Bố nói, bố tranh thủ lính họ sơ ý trốn lên đây mà, nên đứng đây ngó xe Tuần có về kiểm tra không thì mới vào. Em liền nói,
ông Tuần đang triệu bố lên, nhưng xin kêu không được. Ông nói các quan dưới đó đang tìm bố. Bố vào nhà nói chuyện với ông luôn nhé. Bố ừ. Nói thế xong, em thấy mình đứng ở một góc sân, bố nhập vào em được. Ông Tuần khai khẩu bố, bắt đầu nói chuyện. Ông Tuần, chào ông, ở dưới đó thế nào rồi ông? Bố, chào cụ, anh chào em, nhìn mẹ em cười. Bố chào các con, cảm ơn cụ đã lễ trả nợ Hà Bá. Cụ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều, cũng đỡ đánh đập và canh chừng cũng có tí dễ thở hơn trước, nên tôi mới trốn lên đây được. Cụ Tuần hỏi tiếp, sao ông lại trốn lên làm gì, có việc gì sao? Bố nói, ừ, cũng có tí việc, với lại nhớ chúng nó quá, nên ngó chúng nó xem thế nào ông à. Ông Tuần, thế dưới đó họ có làm khó gì ông không? Ông cần cái gì nào? Bố nói, làm khó gì được tôi, đánh đập không khai thì thôi, chứ làm gì được. Cùng lắm lại chết lần nữa, chết một lần rồi thêm lần nữa cũng có sao đâu. Bố cười, ông Tuần hỏi, ông nhập mộ được chưa? Bố nói, sao ông biết? À, mà tôi quên, ông làm thầy mà. Chưa, tôi chưa nhập được ông ạ. À. Tôi mất tại bệnh viện khi đang ôm con Dung ngủ. Thấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa tới, đưa đi. Biết mình thế là xong, mà con bé nó đang ngủ ngon, chả nỡ đánh thức. Đã thế, mấy thằng bệnh viện lại kích tim với cắm ống oxy chứ. Gọi xe đưa tôi về nhà, mà lúc đó tôi đi mẹ nó rồi, còn đâu. Sau này mấy ông cúng thì cứ nghĩ là tôi chết ở nhà, đâu có làm thủ tục xin tôi về đâu. Nên lúc thì ở nhà, không thì ở dưới đó, quan phủ nó tra nó hỏi, thành ra chưa về được mộ. Bố nói xong, cả nhà em giật mình, anh Giang lại vội vàng nói, sao hôm trước bố không nói cho em Dung với cả nhà biết luôn? Việc đó là việc nhỏ, việc các con bình an là việc lớn, bố nói ra thì chúng mày lại cuốn lên, giải quyết từ từ thôi. Ông Tuần hỏi, ông hay từ từ thế hả? Rồi ông tủm tỉm cười. Bố nói, dặn em Dung bớt cho bố nhiều tiền nhé. Cúng tiền ấy, chứ vàng mã đổi ra được ít lắm. Gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt, tới tay mình chẳng còn bao nhiêu đâu. Khi cúng, để cho bố ít tiền lẻ, tiền to xuống đó khó đổi lắm, nhớ nha. Anh Giang phân, bố có dặn gì nữa không bố? Bố nói, không, như thế là tạm yên rồi. Con lên bệnh viện xin thổ công cho bố về, chứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu nhà ông ấy thì nó khó. Ở trên đấy phát chán, sống ở đấy nhiều rồi chết chả muốn ở nữa. Ông Tuần nói, sao ông không dọa cho mấy người ở trên đấy sợ chơi? Bố nói, ngày trước tôi nằm phòng VIP, có cái thằng nghiện nó nằm cái giường tôi nằm, tôi cũng dọa nó một phát. Ngày mai nó nói với bạn của nó là hôm qua nó phê thuốc, nó thấy cái giường nằm thẳng đứng. Nói xong nó tỉnh bơ, té ra nó không có sợ gì tôi hết. Nói xong bố cười ha hả. Anh em nghe bố nói chuyện rồi cười thoải mái như vậy cũng yên tâm. Anh hỏi, giờ ở dưới bố thế nào? Cũng dễ thở hơn con ạ. Trả được cái nợ Hà Bá, họ cũng đỡ đánh đập bố. Lúc trước họ đánh ép cung, bắt khai ra người thân, tưởng muốn chết đi thêm lần nữa. Chỗ bố có ba người thì hai người kia bắt được người rồi, có mỗi mình bố. Cái thằng lính đánh bố, nó nói, ông cứ khai ra cho nó xong, không tôi đánh ông mãi, không được thì quan nó đánh tôi. Đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông à. Khai ra thì sướng cái thân mình, nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại. Nghĩ thế nên thôi, đời có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu, trên này hay dưới đấy cũng như nhau. Nói thế rồi thấy bố thở dài. Ông Tuần hỏi tiếp, công việc ông như thế là tạm xong rồi, tôi với thằng Giang lên bệnh viện xin cho ông về. Ngày mai tôi cũng giải cái hạn trùng cho ông là xong, như thế là yên nhé. Bố nói, vâng, trăm sự tôi nhờ ông. Ông lo cho các cháu nó ở trên này bình an, tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào. Sau này ông về ít thôi, ở dưới đấy mà học hành tu tập để sớm đi đầu thai. Về ít hay nhiều thì tôi không biết được, tôi không đi đầu thai được, tôi còn phải đợi bả xuống. Bỏ bả đi một lần rồi, không nỡ đi lần nữa.
Nói xong bố quay sang anh Giang. Con nói còn Dung gọi bố ít thôi nhé. Nghe thấy nó gọi cứ giật mình, tưởng nó bị sao không à? Anh Giang vâng. Trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy, cố lên con ạ. Bố tự hào vì có mày. Nói với em Dung, khi nào bình yên, bố được tha thì bố về đưa em đi chơi theo ý nó muốn. Anh Giang vâng, sao bố không cho cả nhà gặp mà cho mỗi mình em Dung gặp bố thế? Giang nói như có vẻ giận. Bố với con Dung hợp vía, với lại mày thì không nhìn được. Con Hương với thằng Định mà gặp bấy nhiêu chuyện, chắc bây giờ chúng nó sợ còn chưa tỉnh. Mẹ mày thì sợ. Nó thế mà nó lì, nó bình tĩnh được, không về với nó thì về với ai? Anh Giang im lặng không nói gì nữa. Ông Tuần nói, chúc tôi với cháu đi lên viện luôn, giờ ông đi trước đi nhé. Bố vâng. Mà bây giờ tôi đi đây, không chút nữa đến giờ mở cửa phủ, điểm danh không thấy lại lôi thôi. Ông Tuần vâng, ông đi nhé. Bố chào các con nha. Nói xong ông xuất ra em thấy người mỏi lắm, hai cái vai nặng như đá đeo. Ông Tuần nói đi nhanh lên viện, còn Dung mang theo cái áo của bố nhé, để mình lên đấy xin luôn trong tối nay. Anh Giang lấy điện thoại gọi cho ông trưởng khoa bệnh viện, nói sơ qua về tình hình, thì ông trưởng khoa nói làm cái lễ thật nhỏ thôi, bằng cái mâm ấy không cho bài nhiều, vì sợ viện mang tiếng mê tín dị đoan. Xong đâu đấy, anh em lái xe đưa ông lên viện, đi cùng với em, mâm lễ được bày trong cái phòng bố. Nằm ngày trước, mấy người trong viện ai cũng biết bố hết, thế nên công việc cũng diễn ra suôn sẻ. Em hỏi, ông Tuần ơi, cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa được không? Em nói khẽ vào tai ông. Ông Tuần cười, mày tò mò quá, mày thích làm cô đồng không? Không không, người thường cho chắc ăn. Thế mày nhìn làm gì? Thì con xem có phải giống cái ông mà họ hay thờ không, cái ông bụng to ấy. Ông Tuần cười ha hả, mày đúng là. Ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ông bắt quyết, vẽ bùa bằng tay lên trán em. Em quỳ đó chấp hai tay khấn, mắt nhắm lại, bắt đầu tập trung. Phòng lúc đó các bệnh nhân ra ngoài hết, tắt điện và chỉ thắp nến. Ông Tuấn lầm rầm khấn vái, xin kêu, xong em tập trung nhìn, thấy mãi mà không có ai hết. Ông xin ba lần, thì thấy một chú lính đi lên, nói gì đó em không nghe rõ. Em quay sang nói với ông. Ông ơi, không thấy ai, chỉ thấy chú lính thôi, mà chú nói gì đó chắc không hiểu được. Ông địa đi vắng rồi, đi họp cái gì đó, thằng lính hầu nó nói hai canh giờ nữa mới về được. Em liền nói, hai canh thì tính thế nào? Ông thì cứ tầm hơn hai giờ nữa, mình thỉnh lại cho chắc. Em và ông nói thế, xong đi ra gặp anh Giang, đang đứng ngoài, cái mặt sốt ruột, cứ nhăn lại. Em nói ông thổ địa đi họp rồi, hai giờ nữa mới xin được. Anh quay lại, nói với chú bị bệnh. Các chú thông cảm, hai giờ nữa thầy mới cúng được. Các chú đi nghỉ giúp cháu, chút nữa cháu lại làm phiền các chú vậy. Các chú bệnh nhân nói không sao đâu, chút nữa làm thì gọi các chú ra. Anh Giang vâng, rồi anh đi ra ngoài cổng viện, mượn cái phích với ấm nước chè vào pha uống cùng các chú. Ai nhìn thấy anh em, nhà em cũng nhận ra con ông Nghĩa. Em ngồi bên ông Tuần nói khẽ. Ông, sao chú lính nói ông nghe được, sao cháu nghe không hiểu? Mày tưởng ai cũng nghe được à? Bố mày nói mày mới hiểu thôi. Còn các quan hay lính nói sao mày hiểu? Muốn hiểu thì làm cô đồng đi hầu đi rồi hiểu. Thôi, cháu chỉ thích ăn lộc thôi, hầu cháu không biết làm. Ông cho cháu hiểu giống như hiểu ông quan hôm nọ trên sông ấy. Ông nói thôi. Cháu xin ông đấy một lần thôi. Vừa nói, em vừa ôm tay ông lắc qua lắc lại. Ông cười, mày lắm chuyện thế. Đợt sau có lễ to ở dưới cái chùa gần nhà mày, mày đi hậu lễ ông thì ông cho mày nghe. Em nói, hậu lễ là thế nào hả ông? Thì mày xách nải cho ông, phát lộc cho ông, thế đấy. Thế thì được, nhưng cháu không theo ông đâu nha. Ông hứa đi cho chắc ăn. Mày lắm chuyện, cái gì cũng chắc ăn. Chắc cho lắm, rồi ốp có ngày. Em cười và nói, kệ, lúc nào ốp thì tính. Khoảng tầm hơn 12 giờ đêm thì ông vào cúng. Trước khi cúng, em kéo tay ông nhắc. Ông quên à, uống, uống.
Ý em là uống cái bùa hôm trước để hiểu được ông quan nói gì. Ông nói lần này không phải uống mà làm thế này. Ông dính cái bùa trên trán em rồi lấy cái mũ đội lên cho cái bùa khỏi bay. Nghe thôi đấy, không được nói gì nhé. Dạ vâng. Nói xong, các chú bệnh nhân ra ngoài. Anh Giang cũng đứng ngoài. Em với ông Tuần trong phòng tắt điện, thắp nến lên cúng. Ông khấn được một lúc rồi xin keo. Lúc này tập trung, em thấy có một chú lính ra nói là thổ thần về rồi. Ông Tuần cần gặp nên thổ thần đi lên. Em thấy ông mặc áo quan, đội mũ, cánh chuồng, nhưng bụng ông đâu có phệ như người ta vẫn đắp tượng đâu. Ông Tuần: Chào ngài, tôi tới để xin ngài cho Vong Nghĩa, Văn Nguyễn được về nhà và để làm lễ nhập mộ. Ông thổ thần nói: Ông ấy đi ngày nào, lúc mấy giờ? Ông Tuần liền đọc ngày giờ ở trên viện họ trả về. Ông quan tra sổ nói: Hôm đó viện có 5 người mất, bao gồm 3 khoa, người ông cần tìm nằm khoa phổi phải không? Ông Tuần nói: Đúng rồi, tôi muốn xin người này về để làm lễ nhập mộ cho ông ấy và để cho ông ấy ở nhà, chứ hồn một nơi xác một nơi thì khổ lắm. Thổ thần nói: Ở đây nhiều lắm ông à, đa số chết trên viện rồi mới đưa về, nhưng người nhà không hiểu thủ tục dẫn đến ở nhà thì thờ, mà các ông bà lại cứ vất vưởng ở đây, tôi quản lý cũng khó khăn lắm. Ông Tuần liền nói: Vâng, nay tôi cũng là người hiểu chút chuyện, nên tôi mới phiền ngài cho tôi xin lại ông ấy. Gia chủ có lòng lễ tạ, xin ngài nhận cho. Thổ thần nói: Được rồi, thả họ tôi cũng nhẹ được một phần. Đây, tôi gạch tên ông ấy khỏi sổ, ông làm lễ cho ông ấy về nhà nhé. Ông Tuần nói: Vâng, tôi thay mặt gia chủ cảm ơn ngài. Không có việc gì, chuyện nên làm mà. Ông Tuần hỏi thêm: Ngài cai quản vùng này thế nào ạ? Thổ thần đáp: Chẳng giấu gì ông, công việc dạo này vất vả lắm. Người nghèo chết oan, chết oán thì nhiều, rồi tụ tập nhau kết bè kết đảng đi trêu ghẹo người ta, cướp giật để có cái ăn. Công việc của tôi có phần nhiều hơn trước, trách nhiệm thì nặng nề. Mà ông thấy đấy, thổ thần thì quyền hạn lại có hạn. Thời buổi này tôi trấn giữ cho đất yên được là tốt lắm rồi. Nói xong ông thở dài. Ông Tuấn nói: Vâng, thời buổi này như chạy loạn vậy. Thôi tôi xin phép ngài, tôi gọi Vong về. Nói thế xong, ông Tuần lấy cái áo của bố em từng mặc, hô to: Vong hồn của Nghĩa Văn Nguyễn, mau vương vào cái áo này, theo gia đình về nhà. Nói xong, ông vẽ bùa bằng tay lên cái áo rồi ông chào thổ thần. Ông cúi xuống xin keo xem bố có đồng ý về không, thì xin 3 keo đều được hết. Xong ông đưa áo cho em cầm và ra ngoài. Anh em chạy tới hỏi xong chưa, ông và em gật đầu. Anh lấy phong bì nhét vào đó 500.000, cảm ơn trưởng khoa. Sau đó anh ra xe, mang mấy túi trái cây mà lúc đi đường anh mua, mang vào văn phòng khoa, nhờ mấy chị y tá chia cho các phòng làm lọc. Rồi ba ông cháu lên xe về ngay trong đêm. Trùng tang kết, một ngày dưới âm. Chiếc xe ô tô đi về trong đêm, về đến nhà thì gần 3 giờ sáng, ông cháu vào nhà nghỉ ngơi. Ông Tuấn nói đem cái áo vào phòng thờ của bố để trên cái ghế nhé. Nói rồi ông vào phòng anh Giang, mở tay nải lấy một cuốn sách đã cũ. Những trang sách ú vàng dường như đã có từ rất lâu. Em tò mò nên hỏi ông: Sách sao mà cũ thế ông, để cháu mua tặng ông sách mới nha. Ông nói sách mới giờ không chuẩn lắm, nhiều người biên soạn mỗi người một ý. Đây là cuốn sách ngày xưa bố ông được một người Tàu tặng đấy. Ông dùng đến bây giờ cho đến lúc này thì chưa sai tí nào. Nói xong ông nhìn em tủm tỉm cười. Em gật gù ra điều hiểu chuyện lắm, làm cho ông cười phá lên rồi đuổi em về phòng. Em nói cho em ngủ lại đây chơi với ông, khi nào ông về thì em về phòng em, không ông lại buồn. Ông nói: Mày yên tâm, ông ít buồn lắm. Thế mày có chuyện gì muốn hỏi sao? Dạ không, cháu chưa nghĩ ra. Mà đi hầu lễ ông, cháu có thành được cô đồng không ông? Mày muốn làm không? Ông hỏi. Không, cháu nhìn thấy người âm không sợ, nhưng không muốn ông ạ. Cháu chỉ muốn xem người dưới đó họ sống thế nào thôi. Ông kể cháu nghe đi, một tí thôi cũng được.
mồm nói tay em ôm gối lên giường nằm bên cạnh ông. Anh Giang thấy thế cũng hóng lắm, nói mày ngủ trên giường thế ông nằm thế nào, để anh ngủ bên còn đấm lưng cho ông nữa. Em liền nói yên tâm, nằm tí ông kể hết chuyện, em nhường anh cả cái giường với ông luôn. Ông chỉ cười nói với em, không phải bố sắp cho cháu xuống dưới đó à, cứ đi đi, cái nào nhìn thấy không hiểu thì chạy lên mà hỏi ông. Em ngao ngán, thế thì thôi đành chờ vậy. Thế hôm nào cúng cho bố cháu ông? Trưa mai nhé, 12 giờ trưa mai. Chuyện khác lo xong rồi, nên giờ cúng nhanh thôi. Ông vừa nói vừa cất sách rồi nằm xuống giường đi ngủ. Em thấy thế cũng ôm gối nằm xuống cái nệm dưới đất ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau em thức dậy là 8 giờ rồi. Anh Giang và ông đi lo lễ chưa về. Tầm 10 giờ thì ông và anh về. Đồ lễ lỉnh kỉnh, em cũng không tò mò lắm, vì lễ bao nhiêu lần đồ cúng chính vẫn thế. Cả nhà ăn cơm xong 12 giờ vào đi lễ. Ông ngồi đó với cái áo thụng và cái mũ tai chuồng, lầm rầm khấn bái bắt quyết, xin kêu tất cả đều được hết. Sau đó ông nói anh Định đi đốt vàng hương, còn anh Giang và em đem cái áo của bố hôm qua mang từ bệnh viện về để làm lễ nhập mộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, trừ lúc đi về em thấy có một người đàn ông đứng trên ngôi mộ, cứ nhìn anh Giang hầm hầm, chỉ vào mặt anh Giang rồi nói, rồi mày không xong với tao đâu. Cái mặt lộ vẻ đe dọa. Em quay lại nói, ông ơi, ai dọa anh Giang đấy? Ông đó kìa. Vừa nói em vừa chỉ về hướng cái mộ mà người đàn ông đó đứng. Ông ngạc nhiên, đâu, cháu nhìn thấy nó ở đâu? Em liền chạy một mạch đến cái mộ đấy, cách mộ bố em một đoạn, nhưng cái mộ này nằm sát bụi cây to. Em chỉ và nói, cháu vừa nhìn thấy một người đàn ông đứng trên mộ, chỉ anh Giang dọa mà ông. Ông nhìn anh Giang, không hiểu anh Giang đắc tội với ai. Ông nói, Giang, từ lúc tới giờ có làm cái gì mộ đó không? Dạ không, cháu có làm gì đâu. Không làm gì mà để người ta dọa cho à? Làm gì nghĩ cho kỹ để còn xin lỗi người ta, không sau này lại mệt đấy. Người âm người ta khó tính và hay chấp lắm. Cháu không làm gì cả mà ông. Lúc nãy cháu có đi tè vào bụi cây chỗ đấy thôi. Ông liền thong thả đi đến, vạch cái bụi cây ra. Thì trời ạ, cái chân mộ người ta nằm sát cái bụi cây đó. Ông quay lại nói với anh Giang, thế tao đái vào chân mày thì mày có bực không? Mà ông này cũng gớm thật. Nói thế rồi ông đưa cho anh Giang nắm hương tới thắp xin lỗi ông đó, rồi mấy ông cháu đi về. Em thấy lạ mới hỏi, cái ông đấy thật là ghê gớm. Mình có thế chứ bọn chăn bò, nó đánh trận giả, nó còn chạy cả trên mộ, rồi còn cướp trái cây của các ông ăn với nhau, cũng có sao đâu ông nhỉ? Ông nói cũng không nói được thế đâu, trẻ con thường người ta không chấp. Nhưng chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ. Có người họ còn về tận nhà mắng chửi ôm lên, rồi làm cho mình méo mồm méo miệng nữa đấy nha. Có người họ ích kỷ, mà hợp phong thì họ hành cho thì có mà biết cảnh. Em nghe thế cũng chẳng hỏi làm gì nhiều. Mấy ông giáo đi về. Về đến nhà thì ông nói anh Giang, việc nhà em xong rồi, chiều nay đưa ông về nhà. Có người đang đợi ông. Quay lại nhìn em, ông nói luôn, hôm lễ chùa, nhớ đi hầu ông đấy nhé. Mày nhớ chưa? Em gật gù, dạ con nhớ rồi. Ông nói khẽ với bố mày xong rồi đấy, chiều nay là ông được thả nhé, không bị giam nữa, chắc tối nay bố mày về. Giờ ông về đây, nhưng mà mày có thích đi xem ông cúng không? Nói thằng Giang, trưa mai hai đứa lên nhà ông có chuyện muốn nói với nó. Em vâng, có gì trưa mai hai anh em cháu lên. Ông cho mày cái này, khi bố mày đưa đi chơi thì cầm theo, nhớ là cất nó đi, khi nào cần thiết thì hãy dùng. Em nói, cháu có biết khi nào là cần thiết đâu ông. Ông liền gõ vào cái đầu của em, ngu này, khi nào mày cuốn lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó cho họ nhìn, nhớ chưa? Không ai dám làm gì con hết, nhưng không được dùng bừa. Em liền hỏi, ông ở dưới đó chức to bằng bao nhiêu, chức nào trong phim tể tướng lưng gù đấy ông? Ông cười nói, ông làm gì có chức, nhưng tính ra chủ tịch tỉnh còn phải nể ông, nói theo trên này cho dễ hình dung. Em ngồi ngẫm nghĩ, chưa to bằng lưng gù ông nhỉ? Ông cười, nói em tào lao. Cả nhà em mời ông ăn cơm, sau đó mẹ sắp lễ cho ông về. Ông không lấy cái gì hết, chỉ lấy một hộp bánh dẻo màu trắng
mà mẹ em đặt riêng cho ông bà vì thấy ông gãy gần hết răng rồi. Ông nói cho ông xin hộp bánh vì bà nhà ông cũng mớm hết rồi, lại thích ăn đồ ngọt mà mềm. Anh em gửi ông phong bì tiền, ông chỉ lấy một ít, còn bao nhiêu ông cho lại. Ông nói công ít thì lấy làm gì nhiều, có hai ông bà thôi, ăn bao nhiêu đâu mà tham, chết cũng chẳng mang đi được. Chiều 5 giờ thì anh Giang đưa ông về, em ở nhà mà mãi tới 9 giờ tối anh Giang mới về. Hỏi ra mới biết, cái tivi nhà ông bà bật mãi không lên được, mà chỉ nghe tiếng được thôi. Anh sửa, nhưng vỗ mãi nó cũng không lên được. Hai ông cháu về ăn cơm bà nấu, nhưng sáng không báo lên, bà không đi chợ được, nhà chỉ có rau luộc. Anh Giang thấy thế, liền nói với ông là đưa ông đi chơi chút, rồi đưa ông về. Anh đưa ông ra tiệm bán đồ điện tử của thành phố. Vào tiệm bán tivi, ông nhìn anh Giang và nói không cần phải mua cho ông không nhận đâu. Nhưng anh Giang không chịu. Chủ quán tưởng hai bố con thì dắt ông Tuần ra bàn uống nước, kệ anh Giang chọn. Đứng một lúc cũng mua được cái tivi to, mỏng, cùng với cái tủ lạnh. Sau đó ông cháu về. Cụ bà thì sợ ông mắng nên có thích lắm cũng không dám nói. Khi anh Giang về, cụ mới nói, mày là người đầu tiên ông nhận quà to thế đấy, chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương thôi. Mà cái tivi to thế, xem người nó cứ như người thật đấy, thích thật. Cụ bà cứ khen mãi cái tivi. Anh hướng dẫn cụ dùng tủ lạnh xong thì về. Khi về, ông Tuần nói mai đưa con Dung lên đây, ông có chuyện muốn nói với hai đứa mày. Anh em vâng rồi lên xe chạy một mạch về tới nhà. Tối hôm đó em đi ngủ sớm, cái bùa ông Tuần đưa bé bằng ba ngón tay chụm lại, ngắn tầm 5 phân, làm bằng giấy bạc cứng, em để ở trong túi quần luôn. Em mặc quần áo lịch sự rồi đi ngủ. Anh Giang chạy vào nói, mày qua phòng anh ngủ phòng mày cho, nhớ là đóng kín cửa lại nhé, có gì thì la to lên. Anh nói khẽ, anh canh cho, nhưng mai mày phải kể hết cho anh nghe nhé. Em cười khoái chí, để mà kể thì quà phải to nhé. Anh Giang đưa cái nắm đấm ra, em chạy mất. Khoảng 11 giờ đêm, em ngủ, nhưng hồi hộp chẳng ngủ được, trằn trọc mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Bố về, nhìn thần thái đã thoải mái hơn trước. Em hỏi, bố được thả lâu chưa? Bố được thả lúc chiều, cũng may nhà mình nhờ được đúng thầy đấy. Bố gặp ai trong họ nhà mình chưa? Bố gặp ông Khiêm chưa bố? Chưa gặp ai hết, bố gặp mày là đầu tiên, vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào. Đi luôn đi bố nhé, em phấn khởi. Nghe bố nói nè, bố chịu con một lần này thôi, xuống đó rất là nguy hiểm, vì con là người thường, phong con dương khí còn mạnh, thì người ta tưởng là con mới mất, nhưng con gặp ai con cũng không được phép tới gần họ, và đặc biệt không được nói, không được ăn bất cứ thứ gì của họ cho, nhớ chưa? Em vâng dạ. Khi bố đưa con đi, đầu tiên con phải đi qua con sông, xuống đó gặp người lái đò. Con đưa cho họ 2 đồng xu, xong rồi xuống và không nói thêm bất cứ điều gì hết. Con phải xem bố như người xa lạ. Khi con qua sông rồi, gặp 2 tên lính đứng gác ở cái cầu. Bố đi trước con đi sau, không ngoái lại nhìn lính mà cứ đi từ từ cho hết cái cầu. Khi hết cái cầu thì lính đưa cho con một tờ giấy, đấy là giấy thông hành cho người dưới đó. Nếu con đã có giấy đó và con ăn thức ăn ở đó là con sẽ không nhớ được gì mà trở về đâu, con nhớ rõ nha. Bố không cho con thấy được nhiều cuộc sống dưới đó, nhưng con sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục và đi gặp ông bà họ hàng, nhớ là không được ăn đấy nhé. Em vâng dạ và bắt đầu run. Đây, bố đưa cho con 2 đồng đi đò và 2 đồng xu cho lính cầu là 4 đồng nhé. Cầm lấy rồi đi theo bố. Hai bố con đi một đoạn thì thấy một con sông. Sương buổi sáng bốc lên mù mịt, đứng đó đợi một lúc thì trong màn sương mờ ảo hiện ra một người không nhìn rõ mặt. Cái áo choàng đen, các thím cứ nhìn thấy trên dương người ta vẽ thần chết làm sao thì người lái đò y như thế, nhưng họ không có lưỡi hái tự thần. Khi thấy bố con em đứng thì thuyền cập bến. Bố đi trước đưa 2 đồng xu bỏ vào tay người lái đò. Em đi sau và làm tương tự. Xong thì ngồi xuống thuyền, không ai nói với ai câu nào. Người lái đò cứ lặng lẽ chèo cho tới khi thuyền cập bến bờ sông bên kia. Em với bố lặng lẽ đi xuống thuyền, nhưng người lái đò không chèo đi luôn mà đứng đó nhìn em một cách khó hiểu.
dường như bố nhận ra là có biến cố. Bố liền lừ lừ đi bộ dạng rất chậm chạp. Em cũng làm theo y chang, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy run rồi. Lái đò vẫn đứng đó nhìn em một lúc. Khi thấy hai bố con dần dời đi thì người lái đò cũng mất dần trong sương. Đi tiếp một đoạn thì hai bố con nhìn thấy cây cầu. Nó không phải là cây cầu xây theo lối hiện đại, mà nó là cây cầu treo. Khi linh hồn đi qua, hầu như chân họ không chạm cầu, nên không có cảm giác cầu chồng chành giống như người dương. Còn em thì khác, cái thần thức nó vẫn đang còn tồn tại, nên cái cảm giác đi qua cầu treo, sợ ngã, nó hiện ra nét mặt. Cái này mấy tên lính tinh ý là nhìn thấy. Đến cầu hai bố con đi qua, hai tên lính đầu tiên lúc này chưa phải đưa tiền, mà phải đưa tiền cho hai tên lính ở cuối cây cầu để lấy giấy thông hành. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cầu là sợ ngã, bước chân như chậm lại dò đường. Điều này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết. Hai tên lính ngó thấy sự lạ liền lao đến. Nếu phát hiện ra hồn còn thần thức, lập tức đẩy xuống khỏi cây cầu. Điều này làm để răng đe người dương không cho họ xuống làm loạn cõi âm. Khi bị đẩy xuống cây cầu, bạn sẽ bị các linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết khí dương và thần thức, khiến bạn không nhớ tới được cõi dương mà trở về nữa. Hai tên lính lao đến giữ hai bố con lại. Em lúc đó như sợ quá, mặt tái nhợt đi nhưng vẫn không hé miệng. Cứ đứng đó, hai tên lính bắt hai bố con đứng lại quan sát một lúc, không thấy có dấu hiệu gì khác lạ thì cho đi tiếp. Lần này tim thì đập mạnh, chân thì run, nhưng em vẫn cố đi cho giống bố, trong đầu cứ nghĩ là không sao, không sao. Đi đến đoạn giữa cầu, lúc này sương mù dày đặc, hết nhìn phía trước, phía sau, không thấy bóng dáng của lính. Em vội cúi đầu nhìn xuống lòng cầu. Lòng cầu được lát bằng gỗ, rồi vặn với nhau bằng dây thừng, các miếng gỗ cách nhau tầm 2 cm. Nhìn xuyên qua mấy cái lỗ đấy thì trời ạ, các linh hồn ở dưới đó đang bay lơ lửng, đứa thì cười, đứa thì gào thét khóc than. Chỉ nhìn thôi là muốn ngừng thở rồi, bao nhiêu cơ trên mặt, bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể muốn đứng hết lại. Em đứng chồm chừng một chỗ, người như đơ đi, không còn cử động được. Bố đi trước em tầm mấy bước, thấy dưới đó các linh hồn đang bay lơ lửng, tự nhiên lao vung vút, bay loạn hết cả lên, là biết em không nghe lời ông dặn mà tự ý nhìn xuống. Và bị một linh hồn bắt gặp, thấy dương khí của em mạnh, liền truyền tai nhau. Ông liền kéo tay em chạy một mạch cho đến khi thấy lờ mờ bóng hai tên lính đứng ở cuối cầu, thì hai bố con lại giữ khoảng cách như trước. Bố đi trước đưa 2 đồng xu cho tên lính, sau đó em đi sau đưa 2 xu cho tên lính còn lại. Họ đưa lại cho em một tờ giấy gọi là thông hành. Giấy được viết trên tờ giấy màu vàng, mỏng như các cụ viết chữ nho ngày xưa. Đóng cái mộc hình vuông, ghi mấy chữ như người ký tên. Em cũng chẳng để ý nhiều. Cầm cái tờ giấy đó trên tay, em đi theo bố cho đến khi khuất bóng hai tên lính, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Đi chơi mà không khác gì thằng ăn trộm cắp thím ạ. Khi qua 2 cửa ải đó, em chính thức đặt chân đến cái nơi gọi là âm phủ. Ở dưới này không có ánh sáng mặt trời. Ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông trên dương, sương phủ mờ mờ, trời thì tối tối. Ban ngày thì nó không có sương, nhưng trời cũng âm u như thế. Buổi tối thì tối hơn thôi. Sáng sớm đó, cảnh đầu tiên em được tiếp xúc đó là ngục. Các linh hồn khi chết tập trung về cửa ngục. Cai ngục sẽ đưa cho mỗi linh hồn một cái thẻ bài, y như đi bệnh viện, lấy số thẻ. Trên thẻ bài có ghi ngày giờ chết của mình. Sau đó một viên quan ngồi bên định tội. Trên dương anh sống thế nào, ăn ở ra sao, có tham ô gì không, có bất hiếu không, chết vì nguyên nhân gì. Sau đó đọc tên và ngày chết của linh hồn để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương ứng. Nó tương tự như đi tù trên dương. Khi đó đứng trước mặt các linh hồn sẽ là cái gương thật to. Nó như cuộn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người. Nó tua nhanh những điều bình thường, nhưng nó quay chậm thật chậm những tội lỗi mình gây ra. Ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn cho rõ việc sai trái của mình. Bố dẫn em vào nơi bố sống mấy 10 ngày qua. Cái ngục của nó y như trong phim Trung Quốc. Ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người.
đóng lại với nhau mỗi cây cách nhau tầm 20 cm. Ở trong cái buồng giam của bố đang còn hai người ở lại. Bố nói họ cũng bị như bố, nhưng nhẹ hơn, chưa được thả ra vì người nhà trên đó chưa giải trùng được. Đi tiếp một đoạn, thấy cảnh lính họ tra tấn người mới thật là kinh dị. Những thứ các thím xem trên phim ảnh chỉ là một phần rất nhỏ so với dưới đó thôi. Ở trên dương mình chia làm 18 tầng địa ngục, nhưng ở dưới âm chỉ có một địa ngục mà chia làm 18 khu khác nhau, mỗi khu nhốt một loại tội. Trong đó có trùng tang, động mộ, tán vào giờ xấu, chết oan, được nhốt trong cùng một khu. Cái khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương gọi là bất hiếu. Khu này không do quan quản lý mà do bọn gọi là lòng lan dạ sói quản lý. Những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn. Buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn, nhưng xong rồi thì móc ra hết, môi tim, môi ruột, xẻ đôi người, ném vào vạc dầu đang sôi, treo vào cây thiêu bằng lửa, đủ mọi hình thức. Cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng, sau đó đem về buồng giam nhốt lại. Cứ thế tùy vào mức độ ác của mỗi người trên dương mà dưới đó định tội. Có thể là 100 hay nhiều hơn thế nữa vẫn không được thả ra trong suốt thời gian tạm giam, ngày nào cũng bị tra tấn như thế. Khi người trên dương thắp hương gọi về, dưới đó quản ngục họ cho linh hồn biết nhưng không cho họ về. Đồ ăn các thứ ngon linh hồn chỉ được xem qua, kính chiếu thôi. Các linh hồn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ. Những quan trên thường những loại linh hồn này họ rất khinh, chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc. Những bọn trộm cắp cướp giật, trai gái hà hiếp kẻ yếu như trên dương xuống, được đưa vào một khu mà khu này họ bị tra tấn kiểu kinh người, như bỏ vào vạc dầu, cứ ngồi cái đầu lên là bị nhấn chìm xuống, trói chân tay lại ôm vào cái cọc nướng trên than, rồi dìm xuống nước lạnh. Cứ như thế, ác hơn nữa, họ còn cho một cai ngục cầm tay chân linh hồn, còn người khác cầm tay chân còn lại ra sức mà kéo, đau đớn không lời nào tả hết. Những khu ngục này một ngày được mở cửa phủ một lần để người thân vào tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh như thế mà khiếp sợ. Các thím nói nó nguy hiểm sao bố vẫn cho em xuống đó, thật ra là không đúng. Nó chỉ nguy hiểm khi mình không nhớ những lời ông dặn thôi, vì bản thân mình không phải là linh hồn, nên cái dương khí còn vương vức trên người khá nhiều, điều đó khiến cho các linh hồn khác chú ý. Cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên mình là bao nhiêu hết. Trên dương công nghiệp hóa, khi đốt cho người thân mình đã mất dưới đó, đều nhận được hết. Nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết. Những thứ có giá trị nhất mà mình thường gọi là thất lạc đấy ạ. Bố đưa em đi thăm ông bà, ai cũng hỏi thăm, nhìn ai cũng vui mừng. Nhưng điều em thấy ông bà cũng không già đi bao nhiêu. Nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh, em cũng mừng, hỏi ông bà đủ chuyện. Bà ơi, cháu thấy bà già đi đấy. Ừ, ở đây trẻ con thì phải lớn, còn người già thì phải già đi chứ. Thế sao bà không đầu thai? Ở đây ai muốn đầu thai phải đi học, người ta gọi là tu tập đấy cháu ạ, để trả hết tội mình mang, sau đó mới đi học đầu thai được chứ. Sao cháu thấy ở đây có ngựa, quần áo, ngày xưa không thế, nhưng lại có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoại di động, sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa bà? Ngày xưa, nước mình làm gì có mấy người có ô tô. Năm 2000 tới nay, luật âm thay đổi, cũng công nghiệp hóa, nhưng những cái lề lối cũ thì chưa thay đổi được. Trên dương gửi xuống cũng toàn quần áo ngày xưa, các quan thì toàn áo quan, mũ cánh chuồn không đấy thôi. Ở dưới đây, đi xa đi bằng ô tô xe khách, nhà cũng có nhà cao tầng, lát gạch hoa, cũng ăn uống bình thường, cũng nồi cơm điện đó cháu. Trên dương gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết. Thế bà, cháu gửi tiền vàng xuống thì bà có tiêu được nhiều không? Vàng trên trần vẫn đốt thì dưới này giá nó thấp lắm cháu ạ. Giờ người ta dùng tiền ở trên đó nhiều hơn. Vàng mã giờ thường dùng cho các vong không chốn nương thân là nhiều. Bà có đi làm không bà? Có chứ, không đi làm lấy gì mà ăn. Bà làm cái nghề của bà sống trên dương. Hai ông bà giờ tráng bánh đa để bán cho họ đấy. Thế chẳng công bằng gì bà nhỉ?
thấy mấy ông chủ tịch nước chết xong cũng làm chủ tịch à bà? Không phải, khi xuống đây thì tất cả phải học và đi làm hết. Ai ác bị nhốt lại, sau đó cho học cái nghề rồi kiếm cái mưu sinh chứ. Chờ các con cháu trên đấy cúng một năm có một lần, thế mà có chết đói à? Thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác, nói là đói lắm, không có nhà ở hả bà? Khi con thợ cúng, chúng ta thì coi như chúng ta có chỗ trở về, cũng giống như trên dương, các con có chỗ ăn ở đấy. Khi người nhà không cúng, khác nào dưới đây chúng ta bơ vơ, không nơi nương tựa. Khi cửa phủ mở thì biết về đâu con? Thế cửa phủ mở thì ai muốn về thì về, đi đâu thì đi hả bà? Ngài đi mấy lần thế thì sao mà làm được nhỉ? Không phải thế, cửa phủ mở là để các phòng khác như cô hồn, người mới mất, về với gia đình. Còn những người như ông bà thì khi nào con cháu gọi về, có rảnh thì mới đi được, đang bận làm thì thôi, phải chịu. Khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được à? Không, con phải gọi đúng tên ông bà, quê quán ở đâu chứ. Rồi về nhà con ở đâu, số mấy, đường nào thì bà mới về được. Chứ còn thắp hương, con gọi bà ơi bà về đi, thì quan họ không cho đi đâu. Em gật gù như hiểu chuyện lắm. Thế cháu đốt gì bà nhận được cái đấy à? Ừ, nhưng khi đốt đừng có mà chọc cái gì vào, nhớ đốt thêm cái tên và địa chỉ người nhận nữa. Chứ đốt không phải chọc que vào là hư hết, có nhận được cái gì cho nó lành lặn đâu. Thế mà mọi người trên dương nói đốt nó phí. Cứ đốt không có sớ rồi địa chỉ người nhận dưới này thì trả phí, lại đem vào kho để hết, các quan lại được dùng thôi. Thì ra là thế, mà bà sao bà không xui con cháu vào các chỗ nhiều tiền đấy cho sung sướng? Ai cũng thế thì ai mà khổ, thiên cơ không được tiết lộ, ai mà tiết lộ, quan mà biết được thì coi như xong. Vào trong lao mà ngồi, sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước, giờ phải chịu, chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội. Thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhí. Thế còn muốn ăn hay thua? Có tí tuổi đầu mà làm như cụ non vậy, tao còn chưa hỏi tội thằng bố mày, sao đưa mày xuống đây? Cháu xin mãi mới được đấy. Cái thằng bố mày chỉ biết chịu vớ vẩn, vừa thoát tội xong một cái là sớn xác, hay ho gì mà đưa mày xuống đây. Tao bực lên lại cho vài cái đòn gánh vào lưng, lúc đó mới tỉnh được. Bà không muốn gặp cháu sao? Muốn thì bà tự về, mất gì mà con xuống đây. Bà mới gặp được một đứa trẻ như con mà cứ thích mấy chuyện âm ti với phòng nọ kia là thế nào, lo mà học hành cho nó tử tế vào. Ông thầy Tuần nói cháu theo ông ấy đấy bà. Tao cấm nhà mình không thì bà gì hết. Thằng bố mày đang còn ăn cơm nhà, vì thế mới cho mày xuống được đây. Cũng giỏi lừa lắm đấy. Lo chút nữa liệu hồ mà về đi. Bà quát lên. Em chạy mất, không đứng đó thì ăn mặt tay của bà như chơi. Em đến bên bố, cho con đi ra ngoài tí đi bố. Bố nói không được, tí nữa tầm trưa lính đi tuần nhiều lắm con à. Bà đang mắng bố đấy, cái tội đưa con xuống. Em nói xong lắc đầu lè lưỡi. Bố thấy có biến thì chuồn thẳng, nói là hai bố con qua nhà ông Kim một tí rồi bố đưa con về. Đường dưới đó thì bây giờ đa số là láng bê tông, nhìn cũng đẹp và đàng hoàng lắm. Hai bố con đi bộ, em tranh thủ nhìn hai bên cũng hàng quán không khác gì trên dương là bao nhiêu, nhưng vẫn mang nét của ngày xưa. Quán ăn thì bàn dài ngồi với ghế gỗ cũng dài, loại ghế 3-4 người ngồi chung với nhau. Nhà cửa có nhà tầng, nhà ngói mọc san sát nhau, rộng có, hẹp có, đủ cả xe cộ, thì có xe máy, xe hơi, xe khách chạy ngoài đường, nhưng ít thôi, không được nhiều như trên dương. Xe đạp và người đi bộ là nhiều. Nhà không phải mặt tiền không, mà cũng ngõ hẻm, lằng ngoằng lắm. Các quan thì mặc quần áo ngày xưa, lính tốt thì ăn mặc đúng như là trong cổ bài Tam Cúc, hoặc như cổ bài Trắng. Em với bố qua nhà ông Khiêm, em hỏi bố là sao bố biết nhà ông. Bố bảo lúc nãy hỏi ông rồi, ông Khiêm đến chơi với ông bà nhiều lần rồi. Hai bố con đi bộ một đoạn tầm 15 phút thì đến cái nhà y như cái nhà mà ông Phương làm cho ông Khiêm. Cái sân nó rộng, nhà bằng ngói đỏ. Không biết sao trước nhà chỗ cái mái ngói chỉ ra sân bị mất mấy viên ngói. Tường nhà ông thấp có gắn mấy cái sàn hoa, đứng ở đường thì nhìn được vào nhà. Bố em đứng trước cửa kêu to, anh Khiêm ơi, anh có nhà không?
từ trong nhà ông Khiêm bước ra, thấy em lấp ló đằng sau thì ông tủm tỉm cười. Bố nói, tôi đưa nó xuống đây, qua đây chơi, cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi. Ông Khiêm, có gì đâu, người một nhà rồi, mà chú còn khách khí thế. Ông Khiêm quay sang nhìn em. Mày cũng tò mò gớm nhỉ, hết sợ rồi sao? Em không dám nói gì, chỉ tủm tỉm cười nhìn ông. Ông mặc bộ đồ quần áo rộng giống như bộ quần áo người Tàu màu nâu. Anh dạo này thế nào? Bố hỏi. Già rồi chú ạ, trốn quan trường quá sức rồi, giờ về dưỡng già thôi, giờ coi như mình yên phận. Nói xong ông quay sang em. Mày có duyên với người âm đấy cháu, nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi. Theo ông Tuần, phụ ông ấy mà mở mang đầu óc, theo xuống đây thì thấy được cái trước mặt thôi. Muốn biết chuyện quan trường thần thánh như thế nào thì con phải theo thầy mới biết được chứ. Thôi, chút nữa để ông đưa về cho. Anh cũng thật là chiều nó quá. Bố cười không nói gì. Ông nói tiếp. Ngày mai ông Tuần cúng cho cố chủ tịch tỉnh đấy. Đi theo hầu ông biết được nhiều chuyện lắm. Mày là con gái mà gan quá. Em cười chẳng biết nói gì, thì nhớ lại là nhìn thấy cái mái nhà ông bị sứt. Sao mái trước nhà ông bị mất ngói thế? Ông Khiêm cười, thằng Định nó đốt cho ông, mà nó lấy cái que khiều cho nó cháy hết, chọc thủng cả mái ngói nhà ông, để đấy làm kỷ niệm. Thôi, bố mày ở đây, ông đưa mày về, đi theo ông Tuần cho nó kịp, mày là nhất rồi đấy. Nói xong, ông Khiêm dẫn em đi. Khi tỉnh lại thì đã 9 giờ sáng.